Đại diện của Việt Nam, Hà Nội FC đã xuất sắc cầm hòa 2 đều trước đối thủ thủ Turkmenistan là Ao Tuyến ASEAN trên sân khách. Kết quả này giúp cho Hà Nội thẳng tiến vào chung kết liên khu vực AFC sau khi giành thắng lợi với tổng tỷ số 5-4. Câu lạc bộ thủ đô cũng là đội bóng đầu tiên của Việt Nam làm được điều này. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong trận chung kết cũng đã được xác định vào chiều qua khi câu lạc bộ của Triều Tiên là Ebro 25 giành chiến thắng trước đại diện đến từ Bangladesh là Abakani Dhaka Limited với tỷ số 2-0 trong trận đấu lượt về vào chiều ngày 28 tháng 8. Chung cuộc, Ebro 25 đã thắng 5-4 sau lượt đi và lượt về. Câu lạc bộ Ebro 25 là một câu lạc bộ lâu đời của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đã 17 lần lên ngôi tại giải vô địch quốc gia của đất nước quân sự này. Với một đội hình gồm nhiều hảo thủ trong tỷ quốc gia, Hà Nội sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với đội bóng này. Mùa trước, Ebro 25 lọt đến bậc trận chung kết liên khu vực và gặp Ao Tuyến ASEAN, bại tướng của Hà Nội vừa qua. Sau hai lượt trận đối đầu với đối thủ này, Ebro 25 cầm hòa 3 đều nhưng bị loại vì lọt bàn thắng sân khách. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu cuộc đại chiến với câu lạc bộ của Triều Tiên Ebro 25 vào ngày 25 tháng 9 trên sân Hàng Đẩy. Trận lượt về sẽ được diễn ra một tuần sau đó tại Bình Nhưỡng. Người thắng chung cuộc sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình tại AFC Cup, gặp câu lạc bộ giành thắng lợi trong trận đấu giữa Al Jazeera của Jordan và Al Ahly của Liban. Hy vọng Hà Nội FC sẽ mang đến những kỳ tích cho nền bóng đá nước nhà.